Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Khải xin dẫn các em toán lớp 3 sách chương trời sáng tạo. Trong lớp xem bài giảng có Khải Liêm có quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hay có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài học bảng chia 8 trang 65 sách chương trời sáng tạo. Hôm nay mình sẽ học bảng chia 8. Giờ như là cô giáo sẽ yêu cầu các học sinh của lớp mình hoàn thiện bảng chia 8. Như các em sẽ dựa vào bảng nhân 8 để các em sẽ hoàn thiện bảng chia 8 như sau. Như mình sẽ có phép nhân là 8 nhân 1 bằng 8. Có nghĩa là các em sẽ lấy 8 chia 8 thì bằng 1. Tương tự 8 nhân 2 bằng 16, có nghĩa là 16 chia 2. 16 chia 8 sẽ bằng 2. 8 nhân 2 bằng 16, có nghĩa là 16 chia 8 bằng 2. Tương tự 8 nhân 3 bằng 24. 8 nhân 3 bằng 24, có nghĩa là 24 chia 8 bằng 3. 24 chia 8 bằng 3, chỗ này mình sẽ viết số 3. 24 chia 8 bằng 3 vì 8 nhân 3 bằng 24. Tương tự mình sẽ có phép nhân là 8 nhân 4 bằng 32. 8 nhân 4 bằng 32, có nghĩa là 32 chia 8 bằng 4. 32 chia 8 bằng 4, chỗ này mình sẽ viết số 4. 32 chia 8 bằng 4 vì 8 nhân 4 bằng 32. Tiếp theo mình sẽ có phép nhân 8 nhân 5 bằng 40. 8 nhân 5 bằng 40, có nghĩa 40 chia 8 bằng 5. 40 chia 8 bằng 5, 40 chia 8 bằng 5, chỗ này mình sẽ viết số 5. 40 chia 8 bằng 5 vì 8 nhân 5 bằng 40. Tiếp theo mình sẽ có phép nhân là 8 nhân 6 bằng 48. 8 nhân 6 bằng 48, có nghĩa 48 chia 8 bằng 6. 48 chia 8 bằng 6, 48 chia 8 bằng 6, chỗ này mình sẽ viết số 6. 48 chia 8 bằng 6 vì 8 nhân 6 bằng 48. Tiếp theo mình sẽ có phép nhân là 8 nhân 7 bằng 56. 8 nhân 7 bằng 56, có nghĩa 56 chia 8 bằng 7. 56 chia 8 bằng 7, chỗ này mình sẽ viết số 7. 56 chia 8 bằng 7 vì 8 nhân 7 bằng 56. Tiếp theo là 8 nhân 8 bằng 64. 8 nhân 8 bằng 64, có nghĩa là 64 chia 8 bằng 8. 64 chia 8 bằng 8, chỗ này mình sẽ viết số 8. Tiếp theo mình sẽ có phép nhân là 8 nhân 9 bằng 72. 8 nhân 9 bằng 72, có 72 chia 8 bằng 9. 72 chia 8 bằng 9, chỗ này mình sẽ viết số 9. 72 chia 8 bằng 9 vì 8 nhân 9 bằng 72. Tiếp theo mình có phép nhân là 8 nhân 10 bằng 80. 8 nhân 10 bằng 80, có nghĩa 80 chia 8 bằng 10. 80 chia 8 bằng 10, chỗ này mình sẽ viết số 10. 80 chia 8 bằng 10 vì 8 nhân 10 bằng 80. Như vậy mình đã hoàn thiện xong bảng chia 8. Giờ thầy sẽ đọc bảng chia 8 một lần nữa, sau đó các em sẽ học lập bảng chia 8, sau đó mình sẽ qua phần bài tập nha. 8 chia 8 bằng 1, 16 chia 8 bằng 2, 24 chia 8 bằng 3, 32 chia 8 bằng 4, 40 chia 8 bằng 5, 48 chia cho 8 bằng 6, 56 chia 8 bằng 7, 64 chia 8 bằng 8, 72 chia 8 bằng 9 và 80 chia 8 sẽ bằng 1. Như vậy nếu mà các em không nhớ bảng chia 8 thì các em có thể liên hệ từ phép nhân cũng được. Ví dụ như là người ta hỏi 48 chia 8 bằng bao nhiêu thì các em nhớ là 8 nhân 6 bằng 48, có nghĩa 48 chia 8 bằng 6. Đó là cách để các em liên hệ giữa từ phép chia qua phép nhân, từ phép hóa nhân qua phép chia, đúng không nào? Giờ bây giờ mình sẽ qua phần bài tập. Câu số 1 luyện tập tính nhẩm. Giờ mình sẽ thực hiện các phép tính nhẩm này. Như là sau khi học thuộc lòng mà bảng nhân, bảng chia 8 thì các em sẽ làm bài số 1 một cách dễ gì. Giờ 24 chia 8 sẽ bằng 24 chia 8 sẽ bằng 3 vì 8 nhân 3 bằng 24. Tiếp theo là 56 chia 8. 56 chia 8 sẽ bằng bao nhiêu?
56 chia 8 sẽ bằng 7, vì 8 nhân 7 bằng 56. Chia 8 sẽ bằng bao nhiêu? 64 chia 8 sẽ bằng 8, vì 8 nhân 8 bằng 64. Bốn mươi tám chia tám sẽ bằng 6, vì 8 nhân 6 bằng 48. Tiếp theo không chia 8. Không chia 8 sẽ bằng bao nhiêu? Không chia 8 sẽ bằng bằng 0. Mình nhớ là số 0 chia cho bất cứ số nào khác không đều bằng 0. Đây này. Tiếp theo là 16 chia 8. 16 chia 8 sẽ bằng bao nhiêu? 16 chia 8 sẽ bằng 2, vì 8 nhân 2 bằng 16. Tiếp theo là 32 chia 8. 32 chia 8 sẽ bằng bao nhiêu? 32 chia 8 sẽ bằng 4, vì 8 nhân 4 bằng 32. Tiếp theo là 40 chia 8. 40 chia 8 sẽ bằng 5, vì 8 nhân 5 bằng 40. Tiếp theo là 72 chia 8. 72 chia 8 sẽ bằng 9, vì 8 nhân 9 bằng 72. Tiếp theo là 80 chia 8. 80 chia 8 sẽ bằng bao nhiêu? 80 chia 8 sẽ bằng 10, vì 8 nhân 10 bằng 80. Đúng nè. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm khớp video hãy biết các em hiểu bài. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 2 phần luyện tập. Câu số 2 đặc tính giờ tính. Câu A 57 chia 8. Như các em sẽ đặc tính giờ tính như sau. Các em sẽ đặc tính giống vậy như sau đó mình sẽ thực hiện phép chia. 57 chia 8 sẽ bằng. Thì mình nhớ là 8 nhân 7 sẽ bằng 56. Như ở đây mình sẽ viết số 7. 8 nhân 7 bằng 56. Có 7 nhân 8 bằng 56. Ở đây mình sẽ viết số 56. Đúng này. Giờ mình sẽ lấy 57 trừ 56 thì được là 1. Như vậy có nghĩa 57 chia 8 sẽ bằng 7 và dương 1. Như ở đây mình sẽ để là 57 chia 8. 57 chia 8 bằng 7 dương 1. Giờ tiếp theo là câu B 89 chia cho 8. Các em cũng đặt tính và tính như sau. Mình sẽ lấy 8 chia 8. 8 chia 8 thì được 1, viết số 1. 1 nhân 8 bằng 8, viết số 8. 8 trừ 8 bằng 0, viết số 0. Hạ số 9 xuống. Mình sẽ lấy 9 chia 8. 9 chia 8 được 1, viết số 1. 1 nhân 8 bằng 8, viết số 8. 9 trừ 8 được 1, viết số 1. Như vậy có nghĩa 89 chia 8 bằng 11 và dương 1. Đúng rồi. Nhưng mình sẽ ghi ở đây là 89 chia 8 bằng 11 và dương 1. Còn câu C là 70 chia cho 8. Các em cũng đặt tính và tính. 70 chia 8 thì mình thấy là 8 nhân 8 sẽ bằng 64. Còn 9 nhân 8 là 72. Như đây mình sẽ để số 8. 8 nhân 8 bằng 64. Ở đây mình sẽ viết 64. Mình sẽ lấy 70 trừ 64. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 0 trừ 4 không được. Mình sẽ lấy 10 trừ 4 được 6, viết số 6. Viết 6 như 1. 6 này thêm 1 nhớ là 7. 7 trừ 7 bằng 0. Số 0 đứng đầu không cần viết. Mình thấy là 6 nhỏ hơn 8. Mình không chia nữa nha. Như đây mình sẽ kết luận là 70 chia 8 sẽ bằng 8 và dư sang. Đúng rồi. 70 chia 8 sẽ bằng 8 và dư sao. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm khích video hãy biết các em hiểu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 mình sẽ điền số vào chấm hỏi. Quan sát hình ảnh bánh chưng. Như ở đây mình sẽ có một cái bánh hình ảnh của một cái bánh chưng. Câu A, cái bánh chưng này được chia thành bao nhiêu miếng bằng nhau? Giờ mình thấy là người ta sẽ khi cắt bánh chưng người ta sử dụng những sợi dây như vậy để người ta cắt, chứ không sử dụng dao nha. Như mình thấy là cắt thì mình thấy là chia được bao nhiêu phần bằng nhau, mình sẽ đếm ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy cắt được thành 8 miếng bằng nhau. Như ở đây mình sẽ để là 8. Đúng rồi. Cái bánh chưng này sẽ được chia thành 8 miếng bằng nhau. Như là bạn Kho sẽ ăn một miếng, vậy Kho đã ăn 1 phần 8 của cái bánh. Đúng rồi. Một cái bánh chia làm 8 phần bằng nhau, ăn một phần có nghĩa là đã ăn 1 phần 8 cái bánh. Như ở đây mình sẽ để lại 1 phần 8. Bạn Kho đã ăn một miếng, vậy Kho đã ăn 1 phần 8 cái bánh nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video. Hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua phần đất nước em. Bánh chưng là bánh lâu đời của nước ta. Bánh chưng thường có dạng hình gì? Em hãy tìm hiểu về sự tích của bánh chưng bánh dạng. Như mình sang quan sát bánh chưng này thì mình thấy bánh chưng này sẽ có dạng hình gì? Thì bánh chưng thì mình thấy là mặt trên và mặt dưới của nó sẽ là dạng hình vuông. Còn nguyên cái bánh sẽ dạng hình khối hình hợp chữ nhật. Đúng không? Mặt trên và mặt dưới sẽ là hình vuông nhưng mà nguyên cái bánh sẽ có dạng là khối hợp chữ nhật nha. Giờ sau đó mình sẽ tìm hiểu sự tích bánh chưng bánh dài ở trên internet. Các em có thể là vào internet xem hoặc là vào YouTube để xem sự tích bánh chưng bánh dài, đúng không? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giới thiệu bấm nút hết chia sẻ cho bạn cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm cái bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.